giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Phù Đổng và Bà Rịa Vũng Tàu. Bóng ra bên trái đây là Nguyễn Đoàn Duy Anh. Quả tạt của Duy Anh. Cầu thủ đã phá bóng ra là Huỳnh Văn Ly. Rồi dàn xếp tấn công dành cho đội chủ nhà Phù Đổng. Bóng sang cánh trái Duy Anh. Vẫn đang là số 9. Đây là Phan Nhật Thanh Long. Quả tạt của số 7 Quang Huy. Bóng đang ở trong vòng cấm của Bà Rịa Vũng Tàu. Đức Lương. Quả nối bóng vào trong. Chưa thể tung ra tình huống đánh đầu để tìm lại tiềm năng của chính mình. Bóng lại được điều sang cánh trái Duy Anh. Duy Anh đánh đầu. Như vậy là bàn thắng không được công nhận. Tốt, đây là Nguyễn Thái Quốc Cường. Cú đá bằng chân trái của Quốc Cường của Nguyễn Đoàn Duy Anh. Rất khéo léo Duy Anh. Dứt điểm, không vào. Lê Vũ Quốc Nhật. Duy Anh. Quả tạt của Đức Lương. Quốc Nhật. Đánh đầu, không vào. Lê Vũ Quốc Nhật. Đây là Phan Thanh Hậu. Quả treo bóng của Phan Thanh Hậu. Không có lỗi biên vị, nhưng bây giờ thì tiếng còi mới vang lên. Như vậy là trọng tài đã nổi còi bắt đầu hiệp đấu thứ hai trận đấu giữa Phù Đổng và Bà Rịa Vũng Tàu. Ở trong hiệp 2 trận đấu thì đội khách Bà Rịa Vũng Tàu trong trang phục màu trắng cam sẽ bảo vệ khung thành bên phải màn ảnh của quý vị. Quả đá phạt của Anh Đức. Chính xác là của Văn. Quả đá phạt chân trái của Thanh Hậu. Bóng tới thẳng vị trí của Nguyễn Anh Tuấn. Quốc Cường. Một tình huống phối hợp. Như vậy đó là một quả penalty dành cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyễn Thái Quốc Cường đã đưa trái bóng vào tay của đội trưởng Dương Văn An. Văn Lý. Quá lạnh lùng. Một cú đá kỹ thuật của Huỳnh Văn Lê và nó đã khuất phục được thủ thành khó khăn thì Bà Rịa Vũng Tàu đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ một tình huống cụ thể. Quả đá xuất sắc tới từ đứng trước bóng đang là Nguyễn Văn Đức. Văn Đức. Mở áo của Bà Rịa Vũng Tàu. Đức Lương. Quả treo bóng của Đức Lương. Tuy nhiên hậu vệ sinh năm 1994 lại không thể chen chân vào một suất đá chính trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai. Dứt điểm, không vào. Đó là cú đá của Quốc Nhật. Cường. Văn Đức. Đánh đầu, không được. Đó là pha bóng đầu tiên trong trận đấu này mà Nguyễn Anh Tuấn phải vất vả. Pha không chiến của Nguyễn Đoàn Duy Anh. Lê Đức Lương. Duy Anh. Quốc Nhật. Nhật. Văn Đức. Khá nguy hiểm, không vào. Bóng lại được triển khai ra biên. Lê Đức Lương. Đánh đâu, không được. Khá tốt với một đường chuyền tới thẳng vị trí của Dương Văn An, vẫn không vào. Đường chuyền xuất sắc của Phan Du Học. Dương Văn An với một nhịp xử lý đã vượt được Huỳnh Văn Ly, nhưng lại không thể thành công trong cú dứt điểm của mình. Cuối cùng thì bàn thắng gỡ hòa đã đến với câu lạc bộ Phù Đổng. Người vào sân thay người trong ít phút đã qua.
Quả treo bóng xuất sắc của Phan Thanh Hậu, Khắc Khiêm bật cao hơn tất cả. Và anh chiến thắng được Lý Đức cho Kỳ Anh. Đó là sự thay đổi người mới nhất bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Quả tạt về phía cột xa, khá nguy hiểm. Phan Thanh Hậu đánh đầu cột xa, không vào. Bà Rịa Vũng Tàu và tạt vào, khá khó chịu. Rất hay, đây là Hoàng Thanh Tùng. Nhịp xử lý đầu tiên của Thanh Tùng là tốt, tuy nhiên dành cho Bà Rịa Vũng Tàu khá thoáng. Dứt điểm không được, mới chật trội hành lang cánh trái và sau đó là một đường chuyền sai. Dứt điểm đã không khó với Sơ Văn Cường, thầy của Khổng Minh Gia Bảo. Quá tốt, đó là Khắc Khiêm. Nhưng Khắc Khiêm lại không thể vượt qua. 3 đấu 4. Đường chuyền của Thế Dũng. Và bóng chơi với. Và như vậy thì là trọng tài đã nổi còi khép lại 90 phút thi đấu trận đấu giữa hai câu lạc bộ Phù Đồng và Bà Rịa Vũng Tàu. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 1-1. Huỳnh Văn Ly là cầu thủ đã mở tỷ số cho Bà Rịa Vũng Tàu ở đầu hiệp 2 với quả đá phạt đền. Và sau đó Nguyễn Khắc Khiêm, một tân binh của Phù Đồng, đã giúp cho đội bóng chủ nhà có được một điểm trong ngày thi đấu hôm nay. Đây không phải là một kết quả sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn có thể hài lòng. Tuy nhiên với những diễn biến diễn ra trên sân thì 1-1 là một tỷ số hợp lý. Trận hòa này sẽ giúp cho hai câu lạc bộ có cùng được 11 điểm. Và tới đây thì buổi bình luận trận đấu của chúng tôi xin được khép lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo ở giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play. Tháng 6 này tại Thái Lan, những ánh sao vàng sẽ bừng lên rực rỡ. U17 Việt Nam đọ sức cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Uzbekistan, Ấn Độ cùng 12 đội bóng trẻ khác xuất sắc nhất Á Châu. 16 đội bóng, 1 danh hiệu, 4 chiếc vé tới FIFA U17 World Cup 2023. Vinh quang sẽ về tay ai? Vòng chung kết U17 châu Á 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play bắt đầu từ 15 tháng 6.